Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2019, chúng ta có mặt ở đây ở một địa điểm rất lịch sử của Berlin. Nơi đây là cái tường ngăn giữa Đông và Tây Berlin, và trước đây vào năm 1961, khi một bên phía sau tôi là thể chế của dân chủ và tự do, là những người lính của Mỹ đang chiếm giữ, đóng giữ, và phía bên kia là thể chế cộng sản, đó là những người Nga, lính Nga, và hai bên ở khu vực này đã dàn xe tăng với nhau, và chỉ cần một căng thẳng nhỏ là hai bên có thể nổ súng với nhau và cái chiến tranh thế giới lần thứ hai có thể lại bắt đầu được tiếp tục. Và hiện nay ở Việt Nam thì hai thể chế cộng sản anh em với nhau, đó là đấy là Trung Quốc và Việt Nam, thì đang có những đối đầu rất mạnh mẽ trên Biển Đông, vì Trung Quốc đã vẽ ra đường chín đoạn mà Việt Nam gọi là đường lưỡi bò, và họ nói rằng đấy là vùng lãnh hải của họ, nhưng ngược lại Việt Nam thì không công nhận điều đó, và Việt Nam có cái đường vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý rất rộng lớn, và hiện nay đang khai thác dầu khí, thăm dò dầu khí, cũng như có rất nhiều những đảo nổi và những cái giàn khoan cùng những cái nhà giàn của các chiến sĩ Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam chốt giữ từ lâu. Và vụ việc diễn ra vào hôm 26 tháng 8 là ngày hôm qua, trong một động thái hiếm có là Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ thẳng mặt Trung Quốc và nói rằng là Trung Quốc đã bắt nạt Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy được ngay trên cái trang truyền thông của Lầu Năm Góc. Và đây ghi rất rõ là Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Bắc Kinh dùng các thủ đoạn bắt nạt khi trở lại can thiệp mang tính uy hiếp, nhắm vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam, tạo ra tình trạng đối đầu giữa các tàu hải cảnh Trung Quốc và Việt Nam suốt gần 2 tháng qua. Và ngay sau chương trình video này thì chúng tôi sẽ chia sẻ trong những đường link để các bạn có thể tự tham khảo cái thông tin này một cách rất xác thực mà báo chí trong nước hoàn toàn không đưa. Và đây là một động thái rất quan trọng của Mỹ ủng hộ Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống Trung Quốc. Và các bạn cũng đã biết, trong thời gian vừa qua thì những chiếc tàu hải cảnh và tàu hải dương 8 đã đi vào vùng chủ quyền Việt Nam và liên tục xâm phạm, cũng như họ đã làm cái công tác thăm dò để chuẩn bị khai thác dầu khí mà tàu cảnh sát Việt Nam không thể yêu cầu những chiếc tàu này ra khỏi lãnh hải của Việt Nam, bởi vì Trung Quốc đã huy động một lực lượng rất lớn, các tàu hải cảnh cũng như cả không quân, gồm cả những chiếc máy bay ném bom rất lớn để uy hiếp Việt Nam, và điều này đem đến cái quan ngại rất lớn. Và đi cùng tàu Hải Dương 8 thì các bạn cũng đã biết còn có 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc hộ tống, và hiện nay thì đội tàu này vẫn hoạt động ở gần Phan Thiết và đi theo hướng phía Nam, tức là đi ra khu vực bãi tư chính mà Việt Nam đang có cái hoạt động thăm dò dầu khí ở đó. Trung Quốc thì luôn luôn nói rằng là Việt Nam cần phải rút đi, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã nhiều lần phản bác được điều này. Và ngay sau khi ngày hôm qua, khi Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra cái sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với Việt Nam trong cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thì lập tức ngày hôm nay thì phía Trung Quốc, tức là Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã bắt đầu đưa ra cái thông báo như sau, là Trung Quốc phản bác Bộ Quốc phòng Mỹ binh vực Việt Nam trên Biển Đông. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, là người phát ngôn ngày hôm nay 27 tháng 8, người phát ngôn cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản bác thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó cáo buộc Bắc Kinh uy hiếp các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Ngay sau khi Bộ Quốc phòng ở Washington phản đối Bắc Kinh uy hiếp hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông, Trung Quốc 27 tháng 8 yêu cầu Mỹ ngừng cường điệu hóa mang tính dã tâm và cần đóng một vai trò tích cực trong các vấn đề quốc tế. Đề cập đến sự việc giữa Việt Nam và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng được Xinhua trích lời nói với các phóng viên tại Bắc Kinh hôm 27 tháng 8 là hôm nay, rằng đúng hay sai của sự việc này là khá rõ ràng và Trung Quốc cương quyết phản đối điều đó. Đây các bạn thấy đây hình ảnh, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay những hình ảnh, những thông tin này để các bạn biết mà và có thể tự tìm hiểu thêm thông tin ở trên những cái trang truyền thông của quốc tế liên tục đăng những cái tình trạng rất nghiêm trọng ở Việt Nam. Và Việt Nam thì đã, ông phó giáo sư Matheson của Hải quân Hoa Kỳ đã chia sẻ từ ngày 13 tới nay thì tàu Hải Dương 8 đã thăm dò trên cái vùng biển rất rộng lớn của Việt Nam, và đây là hình ảnh các bạn có thể xem ở trên trang Twitter của ông phó giáo sư Matheson, và rất rõ ràng cái hình mà ông đã khoanh màu sẫm, đó là những cái hoạt động của chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8
càng ngày càng đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và ngay sát bờ biển của Phan Thiết. Và tất nhiên đi kèm với tàu này là những cái tàu hải cảnh rất hung dữ của Trung Quốc, và tàu cảnh sát biển Việt Nam hoặc là tàu của ngư dân Việt Nam nếu đến gần những tàu này thì chắc chắn là sẽ bị họ đâm chìm và không cần cảnh báo. Thì đây là cái điều rất nghiêm trọng, bởi vì là chủ quyền Việt Nam đã đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng, rất gần với cả cái vùng biển của Việt Nam, nơi mà rất nhiều tàu bè qua lại. Và Việt Nam thì vài lần gửi các công hàm phản đối lên tiếng với Trung Quốc rằng là họ không được ngang ngược, nhưng dường như là Trung Quốc không đếm xỉa đến các công hàm này, và điều đó rất tai hại, bởi vì là khi mà các đất nước hai bên không thể nói chuyện với nhau về mặt ngoại giao thì sẽ dẫn đến những cái việc khác mà nghiêm trọng hơn trong thời gian qua tới. Và trong vòng chưa đầy một năm, bên cạnh đó thì ngày từ năm 2017 đến 2018, Việt Nam cho là đã phải hủy hai dự án khai thác dầu khí ngoài khơi với đối tác Repsol của Tây Ban Nha do sức ép của Bắc Kinh và gây thiệt hại hàng tỷ USD. Và tất nhiên là đi kèm với điều đó là mất chủ quyền. Và đây các bạn có thể thấy là cái hình ảnh những cái giàn khoan của cái công ty Repsol của Tây Ban Nha này đang hoạt động trên rất nhiều vùng biển của các nước trên thế giới. Nhưng họ đã không thể khai thác được ở vùng biển mà họ đã ký kết với Việt Nam, bởi vì là phía Trung Quốc đã ngăn cản điều này. Và đây là cái sự rất nghiêm trọng, bởi vì Việt Nam đã không thể giữ được chủ quyền biển đảo của mình, giữ được, bảo vệ được cái hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp của mình ngay trên cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và trong một động thái khác thì Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không được đe dọa công ty Epson Mobil đang chuẩn bị khai thác và thăm dò dầu khí tại mỏ Cá Voi Xanh. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ở trên một số trang truyền thông quốc tế như trang Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đài FA, đài FI hoặc là Thời báo DE trong thời gian qua cũng như thời gian tới. Và trong cái thông báo ngày 22 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lần thứ hai lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về hành xử ở Biển Đông với lời lẽ đanh thép hơn. Và theo nhận định của một chuyên gia ở Washington, Mỹ muốn gửi tới một thông điệp đến Việt Nam và ExxonMobil rằng Hoa Kỳ sẽ không để Bắc Kinh hăm dọa công ty dầu khí của họ tại mỏ Cá Voi Xanh. Nói trong tuyên bố ngày 22 tháng 8 thì Mỹ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lâu nay của Việt Nam trong vùng khu vực, và Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế. Đây là lần thứ hai Mỹ lên tiếng về hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông kể từ khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 vào khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và gây ra vụ đối đầu giữa các tàu hải cảnh của hai bên trong vòng 2 tháng qua. Thì đây là hình ảnh và các bài báo của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đăng rất rõ, và các bạn cũng có thể tham khảo ngay sau cái video này. Chúng tôi sẽ gửi đường link để các bạn biết cái thông tin sự thật đang diễn ra như thế nào. Và cái vọ mỏ Cá Voi Xanh nằm ngay trong lưu vực trước đây của Trung Quốc đã từng kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014, và sau đó đã gây ra hàng loạt các vụ biểu tình tại Việt Nam và trên thế giới. Truyền thông nhà nước Việt Nam cho đến nay vẫn không hề đưa tin về hoạt động của tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ tống ở ngoài khơi bờ biển Phan Thiết. Và các bạn đương nhiên là phải tìm hiểu những thông tin này ngay trên những cái trang truyền thông của quốc tế mà đáng tin cậy trong thời gian qua. Và đồng thời việc đó thì Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhà nước Việt Nam cũng vẫn im lặng. Ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì thời gian qua các bạn cũng đã chứng kiến là ông ta có vẻ khá bận rộn với việc sắp xếp lại nhân sự của Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam mà không hề nói gì tới cái an nguy của đất nước trong cái thời gian qua cũng như thời gian tới. Và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ mà ông ta đã đi họp trong cái cuộc họp ngày hôm nay, và ông ta nói rằng là không phải vào Trung ương để cho oai và kiếm trác. Sáng ngày 27 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác Hồ nhân 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số báo trong nước đã đăng. Và rõ ràng là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc dù ốm nhưng đã tương đối hồi phục, và ông ta đã bắt đầu đi sinh hoạt một số các hoạt động khác, tuy chưa nhiều nhưng phải nói rằng là ông ta cũng có thể có sức khỏe và có thể suy nghĩ để phải có phát ngôn và phải có cái tiếng nói đại diện cho đất nước, vì ông là một chủ tịch nước đối với Trung Quốc khi mà Việt Nam đang ở trong cái hoàn cảnh rất nguy như lúc này. Và đương nhiên là khi đảng và chính quyền quá yếu kém, không thể bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ
lại để chính cái người đồng chí Trung Quốc của mình xâm phạm mất, thì có thể ở nhiều nước khác thì phải giải thể để trên 90 triệu người dân Việt Nam được bầu cử tự do và xây dựng một chính quyền mới mạnh mẽ hơn, hợp tác hơn với các nước dân chủ để bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như đem lại tự do cho người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba 27 tháng 8 2019 từ Berlin, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần thực lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này và đồng thời gửi lại những lời nhắn để chúng tôi có thể biết cái yêu cầu và mong muốn của các bạn để chúng tôi phục vụ những cái thông tin nhanh nhất và trung thực nhất. Chúc các bạn sức khỏe và nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn.